tới trò chơi trên biển vô cùng đặc sắc. Hòn Thơm nổi tiếng với những bãi cát trắng mịn màng cùng những hàng dừa nghiêng nghiêng soi bóng, một sân chơi xanh biếc và mát mắt cho những ai kiếm tìm gió biển giữa mùa hè miền nhiệt đới. Hòn Thơm không chỉ là thiên đường cho những ai nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, mà bãi chào còn là nơi sôi động với vô vàn những trò chơi trên biển cho những ai muốn kiếm tìm một mùa hè rực rỡ. Xanh đài nha anh, xanh đài đỏ tắt. Xanh đài đỏ tắt. Đây là gì? Đây đi kìa. Mình chạy được 4 cây cột nha anh. 1, 2, 3, 4. Ví dụ mình muốn dừng lại thì mình cứ ấn stop đi. Mình bớt ga lại. Anh ơi, nếu như mà chẳng may em ngã ra thì sao ạ? Ra thì mình dứt cái này ra mình tắt máy. Nó dính liền vô cái tay mình tắt máy ra ngoài. Mà mới chơi trò chơi này thì Diệu Linh cảm thấy rất là sợ, nhưng đến khi quen rồi thì lại cảm thấy vô cùng phấn khích. Tuy nhiên đây mới chỉ là màn khởi động trong hành trình khám phá rất nhiều những trò chơi thú vị tại Hòn Thơm. Nếu mô tô nước là trò chơi kiếm tìm cảm giác trên những con sóng thì dù lượn lại là cảm giác ôm trọn vẹn 360 độ sắc xanh của đảo Ngọc, nơi bạn phóng tầm mắt để thu vào vẻ đẹp của Hòn Thơm với một góc nhìn mới. Một cảm giác thật tuyệt vời khi được bay lượn giữa mặt biển xanh của bãi chào Hòn Thơm. Mặc dù là hạ cánh xuống biển nhưng mà chuyến hành trình ở trên không vẫn vô cùng thú vị. Nhà phao là một thử thách thể lực và trò chơi đầy sôi động, hấp dẫn bất cứ du khách nào ghé thăm. Những thử thách luôn đòi hỏi bạn sự bền bỉ, khéo léo để vượt chướng ngại vật và hòa mình vào đại dương xanh. Và bây giờ sẽ là lúc chúng tôi được nghỉ ngơi và tận hưởng vẻ đẹp của bãi chào. Mô tô nước kéo sofa là trò chơi đầy cảm giác mới lạ, khi bạn có thể trườn mình trên sóng nước biển khơi, khi là siêu tốc độ, khi chậm lại cùng sóng nước mây trời. Nhưng chuyến du của chúng tôi vẫn chưa dừng lại tại đó. Đây là nơi ngắm san hô đẹp nhất ở Phú Quốc. Khi mình lặn dưới thì cá sẽ bu quanh mình đủ màu sắc hết, như cá mó, cá tràm. Thường thì mình sẽ lặn biển vào thời điểm nào là tốt nhất ạ? Thời điểm nhất trưa nắng, tầm có 10 giờ, 11, 12 giờ trưa nắng dội xuống mặt nước cho cá sáng hơn. Không cần lặn quá sâu, chỉ với ống lặn, bạn đã có thể chiêm ngưỡng một thế giới đại dương đầy sắc màu ngay phía dưới làn nước trong vắt. Những bầy cá đủ màu sắc khác nhau bơi lội cùng vô vàn những dạng san hô mềm đang chuyển động cùng sóng nước. Thế giới đại dương nơi đảo Ngọc vẫn luôn tràn đầy những sắc màu hấp dẫn đang chờ bạn khám phá.